Xin chào các anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món gà xào xả ớt nha. Thì để làm món gà xào xả ớt, trước hết ở đây mình sử dụng một con gà này khoảng 500g. Ngoài gà ra thì mình sử dụng đây là khoảng 3 tép xả lớn, một trái chanh, khoảng 2 đến 3 cái con hành tím và cả tỏi. Mình sử dụng 2 tép lớn ớt, thì cũng tùy theo là các anh chị thích cay không cay, mình có thể tăng giảm cái lượng ớt khác nhau. Và mình sử dụng ở đây thêm là ngũ vị hương. Ngoài những nguyên liệu này ra thì mình sử dụng thêm là nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm. Thì các anh chị nào chúng ta thích cái hương vị của dầu hào thì mình có thể mình cho thêm vô. Trước hết ở đây, sau khi gà mình mua về, gà nhà mình làm sạch như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra, cắt cái phần gà này ra, sau đó thì mình rửa lại với phần nước chanh và phần muối nha. Mình gà này mình có thể mình cắt theo cái sở thích của mình, to hay nhỏ thì cũng được, mình chặt nhỏ nhỏ ra mình xào xả ớt nó cũng ngon nha. Sau khi gà mình cắt xong ra, mình sẽ cho ở đây một muỗng cà phê muối nha. Mình nặn chanh vào trong này, mình rửa cái phần gà này, thứ nhất là cho nó sạch đó. Thứ hai là gà khi mình áp dụng cái sử dụng mình rửa như thế này thì nó không bị tanh nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào trong đây mình rửa. Xả này cái phần ngon thì mình sẽ sắc cái phần mỏng nha. Mình không bầm, còn nếu mà cái phần ở trên đây á, cái phần già thì mình sẽ bầm nha. Bây giờ thì mình sẽ xắt phần xả này đi. Ở đây thì mình bầm như thế này, không diễn quá ha, bầm như thế này là được. Sau khi mình rửa cái phần gà này xong rồi mình để cho nó ráo nước á, bây giờ thì mình sẽ ướp vào trong đây nha các anh chị. Thì mình cho ngũ vị hương. Ngũ vị hương này thì tùy theo các anh chị thích thì mình cho nhiều, còn thích không mình cho một tí xíu thôi, 1/2 của nửa muỗng cà phê thôi ha. Đây mình cho 1/2 của nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt nêm. Thì các anh chị tùy theo mình thích mặn ngọt ha, mình cho 2 muỗng, muỗng lưng thôi nha, cà phê hạt nêm. Rồi sau đó thì mình sẽ cho các con bột ngọt. Bột ngọt ở đây thì các anh chị có thì mình sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê nhỏ thôi. Này mình cho 1/2 của nửa muỗng thì cà phê. Sau đó thì mình sẽ cho các con dầu hào. Dầu hào này thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê dầu hào nha. Có thì mình cho vào, còn không có thì mình không cho vào. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho nước mắm. Nước mắm đây thì mình nước mắm ngon mình sẽ dùng thìa cà phê lớn, thì mình cho sao mà cho nó vừa ăn thôi. Đây thì mình sẽ cho 1 muỗng thôi. Thì nếu các anh chị thích nó hương vị nó đậm đà hơn thì mình sẽ cho 1,5 muỗng nha. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần này, cái phần cái tỏi mình băm nè, rồi hành băm nè, mỗi thứ mình cho phân nửa vào, phân nửa thì hồi mình sẽ cháy cho nó thơm nha. Đây mình xả băm mình cũng cho vào, và cái phần xả mình cắt sắc khoanh nè mình cũng cho vào luôn để mình ướp cho nó thơm á. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tương ớt nè các anh chị. Tương ớt này các anh chị ăn thì mình có thể mình thích cái phần hương vị cay á thì mình có thể mình cho một thìa đầy luôn, còn nếu không thích cay thì mình có thể là mình cho ở đây là một chừng nữa. Đây mình sẽ cho 1 muỗng cà phê cái phần tương ớt nha. Sau đó thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê cái phần dầu màu điều để mình tạo cái màu cho nó đỏ đẹp á, mình có mình cho vào, không có thì mình khỏi cho cũng được luôn nha.
mình cho vào một muỗng cà phê. Sau đó thì mình sẽ cho đường. Đường thì mình sẽ cho ở đây là, nếu các anh chị thích ngọt thì mình cho một thìa không đầy, thìa lưng thôi. Còn nếu thích ngọt thì mình có thể mình tăng giảm cái lượng đường khác nhau nha. Ở đây thì mình sẽ cho nửa thìa trước nha. Không thích ăn ngọt thì mình cho nửa thìa. Ở đây mình sử dụng cái đường thốt nốt á, cho nên mình sẽ cho cái cục thốt nốt này vào nè. Rồi trên đây thì dầm nó tan ra hết rồi. Bắt đầu thì mình trộn những cái nguyên liệu này lên nha. Đường này thì các anh chị có thể mình tăng giảm khác nhau nha các anh chị. Tiếp theo thì mình sẽ trộn cái phần dầm đường thốt nốt này nó mau tan. Đó, mình trộn lên, mình để chừng khoảng là 5-10 phút gì thì mình sẽ để cho gà này nó thấm lên, rồi mình hãy đem đi mình xào. Xào như thế thì nó thấm cái gia vị bên trong á, à, ăn rất là ngon. Ở đây nhà mình có cái phần bột ớt á, cho nên mình sẽ cho một tí xíu bột ớt vào cho cái màu nó đẹp nhé các chị. Giờ mình sẽ cháy cái phần hành tỏi và xả. Mình sẽ cho cái phần hành xả này nè cho vào á, hồi mình vớt cái phần cái ra, mình lấy cái phần dầu để mình chiên cái phần gà cho nó săn nó vàng nha. Mình phi vàng như thế này rồi mình sẽ vớt ra nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào trong đây mình chiên sơ nha các anh chị. Chiên gà cho nó săn như thế này là được ha. Thì mà các chị muốn cho nó vàng, nó hơi vàng cũng được luôn. Mình thì mình chiên săn như thế này là được rồi. Mình sẽ chiên cái chiên tiếp những cái phần tiếp theo nha. Ở đây khi mình chiên vàng hết rồi mình sẽ cho gà vào trong đây nha. Mình sẽ bắt đầu là mình xào cái phần nước nè. Cái phần nước ướt hồi nãy còn á các chị, thì mình sẽ cho vào, mình phải cho nước vào nha. Cho cái phần nước ướt vào là được rồi. Mình sẽ bắt cái lửa nó riu riu để mình xào cái phần gà này cho nó thấm gia vị á. Mình trộn cho nó đều lên. Cái phần xả và hành cháy hồi nãy á, khi nào mà gà gần chín rồi, gần nó xuống rồi mình sẽ cho vào nha. Mình không cho vào sớm nhé. Sau cái này thì mình sẽ đảo lên cho nó đều á. Khoảng là tầm 3-4 phút mình sẽ đảo lên một lần để cho cái phần gà này nó thấm đều cái nước gia vị nè. Bây giờ cái phần nước này nó hơi rút cạn rồi, phần gà này đã chín rồi thì các anh chị mình nêm nếm cho vừa ăn nha, vừa với khẩu vị của mình là được. Gà nó cạn nước, nó khô này thì mình sẽ cho cái phần xả và cái phần hành cháy nãy á cho vào trong đây luôn.
phần gà này nó đã khô rồi đó, khô nước rồi thì mình sẽ nhắc xuống thôi nha. Rồi nè các bạn các anh chị, như thế là mình đã làm xong món gà xào xả ớt ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.